Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tháng 1 âm lịch là tháng rất xui xẻo với ba con giáp này. Mọi phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe đều xuống dốc, khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và nếu không may là một trong ba con giáp dưới đây thì hãy thật cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm mọi việc bạn nhé. Tuổi Thân, theo tử vi tháng 1 năm 2023, tuổi Thân âm lịch, tháng đầu tiên của năm 2023 không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con giáp này. Dưới tác động của tương xung thái tuế, công việc nhiều áp lực lại có họa thị phi luôn rình rập. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Đã vậy, những lời bàn ra tán vào, đơm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Nhiều khó khăn, thách thức xảy đến khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu. Song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Người tuổi Thân trở thành con giáp xui xẻo tháng 1 năm 2023 vì bạn có tư tưởng an phận. Khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm, nếu bạn không buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình. Khi đối diện với cục diện tương xung, người tuổi Thân phải xác định tinh thần, mọi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất. Hãy luôn giữ trạng thái bình tĩnh để không làm rối mọi chuyện lên. Khối lượng công việc đầu năm không hề ít, có những lúc phải mang việc về nhà mà vẫn chưa thể đảm bảo tiến độ. Đã vậy, tiểu nhân vận trong tháng không hề nhỏ, luôn có họa thị phi rình rập. Trên phương diện tiền bạc, người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra quyết định. Trước khi quyết tâm làm việc gì, bạn cần phải phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Tuổi Thân cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc trong tháng có nhiều hung tinh quấy phá như này. Đồng tiền đi liền khúc ruột, kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả của đối phương, kẻo vừa mất tiền lại vừa mất cả mối quan hệ. Đáng buồn hơn nữa, vợ chồng bạn có vẻ ngày càng lạnh nhạt với nhau, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn. Những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa đôi bên. Dù quan hệ vợ chồng không hòa hợp, bạn cũng vẫn cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương, trở nên tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí tìm niềm vui ở bên ngoài. Với các cặp đôi, mâu thuẫn âm ỉ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau những cuộc cãi vã, tranh chấp triền miên. Từ những vấn đề nhỏ nhưng cả hai chuyện bé xé ra to, chẳng còn bao dung cho nhau như thuở mới yêu. Những vết rạn nứt tình cảm cũng từ đó xuất hiện ngày càng nhiều, hai bên sẽ thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Nếu còn muốn gìn giữ tình cảm thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn rạn nứt trước khi quá muộn. Tháng này, phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút, sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục, thể thao hợp lý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại. Hãy nhớ là luôn có lòng đề phòng mọi người xung quanh, chớ nên ngây thơ dễ dàng tin theo lời người khác, kẻo có thể bạn sẽ rơi vào cảnh trắng tay đấy. Người làm ăn kinh doanh cần đề phòng kẻ xấu dùng lời ngon tiếng ngọt để rủ rê bạn tham gia vào những mối đầu tư lừa đảo. Có tiền trong tay, bạn nên giữ thật chắc, không nên ham những khoản tiền hứa hẹn từ trên trời rơi xuống. Đường tài lộc của con giáp này cũng gặp phải không ít rắc rối do cục diện thủy khắc hỏa. Tiền bạc kiếm được chẳng là bao, nhưng họa phá tài lại luôn rình rập bên cạnh. Bạn chớ nên cả tin, mù quáng nghe theo những kẻ lừa đảo chỉ bởi những lời dụ dỗ, rủ rê đầy hấp dẫn, không muốn làm mà vẫn muốn hưởng lợi. Hung vận quá lớn nên việc kinh doanh, đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ. Chỉ cần hòa vốn là may mắn lắm rồi, chứ chẳng dám mong cầu có lãi. Tuổi Thân nên hết sức thận trọng khi tiến hành bất cứ kế hoạch cầu tài, đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh ở thời điểm này. Bạn vẫn nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới thì tốt hơn.
Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên từng bước thật chậm nhưng mà vững vàng. Tuy áp lực đến từ công việc nặng nề như vậy, nhưng bạn không nên giữ những suy nghĩ bi quan. Nếu hạn chế được tính tình nóng nảy, không trút giận vô cớ lên đầu nửa kia, thì gia đình bạn vẫn luôn yên bình. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn. Hãy nói chuyện với người ấy để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng thiếu đi sự hài hòa, vì ai cũng bận rộn, không có thời gian chia sẻ. Thiếu sự chia sẻ, quan tâm là nguyên nhân chính khiến các cặp đôi ngày càng xa nhau về cả thể xác và tâm hồn. Sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống, áp lực tinh thần quá lớn khiến sức khỏe của con giáp này giảm sút đáng kể. Bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc, quẩn quanh. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc đấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mùi. Hung vận lấn át cát vận, báo hiệu sóng gió sẽ bổ vây lấy con giáp tuổi Mùi trong tháng này. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như vận may vẫn chẳng mỉm cười với bạn. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng liên tục. Đây là một tháng nhiều gian nan với người tuổi Mùi, khi hết công việc, tài lộc, đến cả phương diện tình cảm của bạn cũng phải đối diện với nhiều trục trặc và rắc rối. Về phương diện tài lộc, trong tháng đầu năm 2023 xét thấy tiền bạc không có sự sinh sôi nảy nở, mọi việc làm ăn đều dậm chân tại chỗ, không tìm thấy cơ hội trở mình. Tuổi này trong công việc mặc dù khá sáng tạo, nhanh nhẹn, nhưng đôi khi lại tự tin thái quá, thành ra việc đã nắm chắc trong bàn tay cũng có thể thất bại vào phút chót. Lại thêm tuổi Mùi còn bị tiểu nhân quấy phá, khiến công việc kinh doanh đã khó khăn lại càng bế tắc. Tiền bạc vì thế cũng chẳng kiếm được là bao, thậm chí còn phải bỏ tiền túi để bù đắp. Còn về phương diện tình cảm, tháng này bạn và người ấy dễ xảy ra những mâu thuẫn, mất đi sự tin tưởng, cuộc sống thường bất đồng quan điểm bởi cục diện thổ thủy tương khắc. Nếu cả hai không tìm cách hóa giải, hiểu lầm và thấu hiểu với nhau thì rất dễ gặp cảnh chia tay. Đối với những cặp vợ chồng tuổi Mùi trong nhà cũng xảy ra không ít chuyện buồn phiền, con cái đau ốm phải tốn kém thuốc thang. Về cơ bản, tình hình sức khỏe trong tháng 1 âm lịch của người tuổi Mùi không gặp phải chứng bệnh tật nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn dễ mắc các triệu chứng đau đầu, mỏi mệt, uể oải do áp lực công việc lớn. Suy nghĩ nhiều nhưng sinh hoạt lại thiếu điều độ. Điều này nếu không sớm khắc phục sẽ trở thành nguyên nhân tiềm ẩn gây ra không ít chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt là stress. Ngoài ra, những chú dê có thể sẽ bị chứng mất ngủ hành hạ trong tháng này. Nguyên nhân chính cũng là do chế độ ăn uống và luyện tập thể thao không khoa học, ăn nhiều và ít vận động. Người tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra những con giáp xui xẻo nhất trong tháng 1 năm 2023 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!